Xin chào mọi người, lại là Pikachu đây. Sau những clip review phim kinh dị được các bạn đón nhận, hôm nay tiếp tục mang đến cho các bạn một bộ phim kinh dị vô cùng hấp dẫn về một cậu bé bị mắc chứng bệnh kỳ lạ, được đưa đến điều trị tại một bệnh viện nằm biệt lập với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, bệnh viện này lại chứa đựng một bí ẩn vô cùng đáng sợ, đặc biệt là cú plot twist nổi da gà ở cuối phim. Không để các bạn đợi lâu nữa, bắt đầu vào thôi nào. Nhân vật chính của bộ phim là cậu bé tên Eli. Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày, khi Eli đang chơi đùa bên ngoài sân, bỗng cảm thấy cơ thể vô cùng đau đớn. Da của cậu bắt đầu bị bỏng rát, như đang bị mặt trời thiêu đốt. Sau khi đến bệnh viện, Eli được chẩn đoán mắc một căn bệnh kỳ lạ, khiến cậu không thể tiếp xúc với không khí và ánh nắng bên ngoài. Kể từ đó, cậu bé chỉ có thể sống bên trong một lồng kính, đi ra ngoài phải mang đồ bảo hộ. Vì không muốn con trai phải chịu cảnh như vậy, hai vợ chồng Rose và Paul đã cố gắng tìm nơi để chạy chữa cho con. Bọn họ sau cùng tìm được một bệnh viện chịu tiếp nhận ca bệnh của Eli. Gia đình ba người nhanh chóng lên đường đi đến đó. Tòa nhà của bệnh viện nằm trong một khuôn viên rộng lớn, tách biệt với thế giới bên ngoài. Tại đây chỉ có một vị bác sĩ làm việc cùng hai nữ trợ lý. Sau khi bước vào bên trong, Eli nhận ra mình có thể hít thở không khí tại đây mà không gặp vấn đề gì, do bệnh viện luôn được khử trùng sạch sẽ. Nữ bác sĩ vui vẻ chào đón bọn họ, bà ta sau đó dẫn ba người đi tham quan xung quanh. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Eli bỗng nhìn thấy một bóng người mờ ảo cuối dãy hành lang, thế nhưng có vẻ chỉ mình cậu là có thể nhìn thấy được bóng đen đó. Khuya hôm đó, Eli không ngủ được vì tiếng kẽo kẹt phát ra trên trần nhà. Cậu bước lại chỗ cửa sổ để nhìn ngắm xung quanh, bỗng phát hiện chiếc cửa kính bị nhòe đi, như có ai đang thở vào đó. Bất ngờ một bàn tay xuất hiện khiến Eli giật mình hoảng hốt, liền chạy xuống phòng bố mẹ để trốn. Ngày hôm sau, Eli kể lại chuyện tối qua cho nữ bác sĩ, thế nhưng bà ta cho rằng cậu chỉ gặp phải ảo giác mà thôi. Eli sau đó được đưa vào phòng khám đặc biệt để bắt đầu điều trị. Tại đây các bác sĩ bỗng trở nên lạnh lùng vô cảm. Bọn họ sau khi thay cho Eli bộ đồ bệnh nhân, thì trói cậu vào giường bệnh và tiêm một loại thuốc bí ẩn vào người cậu. Sau đó còn mổ và lấy ra một thứ kỳ lạ trong người Eli. Cậu bé sau khi tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trong phòng ngủ. Cậu đến chỗ cửa sổ nhìn xuống, thì thấy một cô gái nào đó đang vẫy tay với mình. Eli sau đó xuống gặp cô bé lạ mặt, cô ta bảo mình tên Hayley, là người sống ở gần đây. Biết rằng Eli đến bệnh viện này để chữa bệnh, Hayley cảnh báo cậu về những mối nguy hiểm trong bệnh viện, khuyên cậu nên cẩn thận với những bà bác sĩ tại đây. Eli sau đó quay trở về phòng, đang đi trên hành lang, bỗng cậu nhìn thấy một chiếc ghế đang đung đưa, trên cửa kính phản chiếu bóng một đứa trẻ. Eli vô cùng sợ hãi định rời đi, bất ngờ đứa trẻ kia đã xuất hiện từ đằng sau, nó lao đến khiến Eli hoảng hốt té xuống đất, nghe tiếng la ông bố liền chạy đến. Eli sợ hãi kể cho cha mình nghe chuyện lúc nãy, thế nhưng ông lại tỏ vẻ nghi ngờ những gì cậu nói. Eli tức giận liền đập bàn, cả hai sau đó cãi nhau khiến bà mẹ phải đứng giữa can ngăn. Tối đến những chuyện kỳ lạ lại xảy ra, Eli đang nằm trong phòng bỗng phát hiện tấm rèm cửa có vấn đề, nó phồng lên như có ai đang ở bên trong, Eli vội vã đến mở ra, thế nhưng không phát hiện được gì. Bỗng trên cửa kính xuất hiện dòng chữ, chính là tên cậu nhưng bị đảo ngược, Eli sợ hãi lùi lại. Bỗng phía sau cái tủ xuất hiện hồn ma một đứa trẻ, Eli hoảng hốt bỏ chạy, thế nhưng liền bị nó nắm chân, cậu la hét hoảng loạn, lúc mở mắt ra đã thấy bố mẹ trước mặt, nhìn mình đầy lo lắng. Bọn họ sau đó đã cho Eli uống thuốc an thần để cậu chìm vào giấc ngủ. Rose và Paul nghĩ đến việc ngừng điều trị cho con trai, thế nhưng bà bác sĩ cho rằng đó là triệu chứng bình thường, những ai bắt đầu đều sẽ gặp ảo giác như vậy. Sáng hôm sau, các bác sĩ lại đưa Eli vào phòng khám đặc biệt, lần này bọn họ còn tăng mức độ điều trị, khiến cậu bé vô cùng đau đớn, da thịt bắt đầu bỏng rát trở lại. Eli sau đó đã năn nỉ bố mẹ ngừng việc điều trị, cậu không tin những bác sĩ tại đây, cho rằng bọn họ khiến căn bệnh của cậu trở nên tồi tệ hơn. Thế nhưng sau khi được bà mẹ khuyên bảo, Eli không còn cách nào phải tiếp tục ở lại chịu đựng. Tối hôm đó, cậu bé lại bị hồn ma những đứa trẻ trong bệnh viện quấy phá. Eli sợ hãi phải chạy vào tủ đồ để trốn. Đến khi bước ra ngoài, cậu phát hiện tên của mình đã được viết đầy trên cửa tủ. Thế nhưng nó lại trong tình trạng đảo ngược, giống hệt chữ trên cửa sổ lần trước. Trong lúc đang bối rối không biết hỏi ai, thì cô gái bí ẩn tên Hayley lại xuất hiện. Sau khi nghe Eli kể những chuyện kỳ lạ xảy ra với mình, Hayley bảo rằng trước đây ở bệnh viện cũng có một cậu bé tên là Barry, cũng đến để điều trị bệnh. Thế nhưng không hiểu lý do vì sao cậu ta đã biến mất một cách bí ẩn. Eli sau đó quay trở về phòng, lúc này cậu lại bị những hồn ma tấn công. Bọn chúng lôi cậu bé tội nghiệp đi khắp hành lang, sau đó còn ném cậu ra bên ngoài bệnh viện, khiến cơ thể bắt đầu bị thiêu đốt. Các bác sĩ nghe tiếng la liền chạy đến mang Eli vào trong. Cậu bé la hét, chỉ tay vào mặt bà bác sĩ, bảo rằng mình đã biết chuyện về cậu bé Barry. Nữ bác sĩ nghe thấy cái tên đó thì giật mình. Rose chạy đến trấn an con trai. Eli sau đó bỗng ngã xuống đất ngất xỉu trước mặt mọi người. Cậu dần dần trở nên ốm yếu, cơ thể nhợt nhạt như người chết. Mẹ của cậu sau đó mang thuốc đến. Trong lúc đang ôm mẹ mình, Eli bỗng tình cờ nhìn thấy những chữ cái tên mình trên cửa tủ. Nếu xoay 180 độ sẽ trở thành số 317. Nghĩ rằng đây có thể là chìa khóa để giải đáp những bí ẩn của bệnh viện này. Thế là tối hôm đó,
Đợi mọi người ngủ hết, Eli liền lén lút đột nhập vào khu chữa bệnh đặc biệt. Tại đây có trang bị cửa tự động cài mật mã. Eli trong lúc suy nghĩ đã thử nhập số 317. Bất ngờ cánh cửa đã mở ra. Cậu đi vào phòng chứa hồ sơ bệnh án. Tại đây Eli phát hiện những bí mật kinh hoàng của bệnh viện này. Tất cả những bệnh nhân trước đó đều có triệu chứng giống cậu, và kết cục của bọn họ đều là cái chết vô cùng đau đớn. Trong lúc hoảng hốt, Eli đã vô tình làm rơi ly nước xuống sàn. Bà trợ lý nghe tiếng động liền đi kiểm tra. Bà ta sau đó phát hiện đống hồ sơ bị lục lọi, liền nhanh chóng chạy đi báo cho nữ bác sĩ. Eli trong lúc đó đã đến kể mọi chuyện cho cha mình, tưởng rằng ông ta sẽ thay đổi suy nghĩ, ngưng việc điều trị và rời khỏi đây. Thế nhưng ông bố bất ngờ dùng thuốc an thần tiêm vào người Eli. Các bác sĩ nhanh chóng ập đến, bắt cậu vào phòng khám. Tuy nhiên thuốc lúc này đã không còn tác dụng nhiều với Eli. Cậu chạy đến căn phòng chứa hồ sơ, định tìm chứng cứ buộc tội bà bác sĩ. Thế nhưng mọi dấu vết đều đã được xóa mất. Eli sau đó tìm cách bỏ chạy. Cậu trốn vào phòng làm việc của bà bác sĩ và khóa chặt cánh cửa. Nhìn xung quanh căn phòng, Eli phát hiện một bức ảnh chụp nữ bác sĩ trước đây trong bộ dạng một bà sơ. Eli sau đó còn tìm ra một lối đi bí mật dẫn xuống tầng hầm. Cậu tò mò đi xuống bên dưới, tại đây giống như một nhà tù giam giữ phạm nhân. Eli vừa bước vào bên trong thì lập tức sập bẫy. Bà bác sĩ cùng những người khác xuất hiện, nhốt Eli vào trong ngục và khóa cửa lại. Lúc này, Eli phát hiện mình có thể thở được trong không khí một cách bình thường. Cơ thể không còn bị đau đớn hay bỏng rát gì nữa. Tuy nhiên cậu vẫn giả vờ bị bệnh, té xuống đất ngất xỉu trước mặt bà mẹ. Bà ta vì lo lắng cho con trai nên đã mở cửa bước vào trong buồng giam. Eli lúc này liền tỉnh dậy, dùng cây thánh giá đâm vào người bà mẹ rồi bỏ chạy khỏi đó. Cậu sau đó chạy ra ngoài, đến gặp cô gái bí ẩn Hayley, cô gái trấn an, bảo rằng cậu có sức mạnh, mạnh hơn tất cả những người xung quanh cộng lại. Paul cùng nữ bác sĩ lúc này đã đuổi đến, bọn họ mang Eli vào lại bên trong phòng điều trị. Trong khi đó, Rose lúc tỉnh dậy đã phát hiện những xác chết trẻ em được giấu bên dưới căn hầm. Bà ta liền quay lại cảnh báo bà bác sĩ, nói rằng sẽ ngưng việc điều trị và mang con mình đi. Tuy nhiên Paul lại không đồng ý. Ông ta giả vờ tiếp cận vợ mình, sau đó giật lấy con dao trên tay bà vợ, khống chế bà ta để nữ bác sĩ làm công việc của mình. Các bác sĩ sau đó bắt đầu liệu trình điều trị cuối cùng. Lúc này người xem mới hiểu ra vấn đề. Việc điều trị thực chất là một nghi lễ trừ tà. Bệnh viện này là một tu viện và các bác sĩ là những bà sơ giả dạng. Eli ngay từ ban đầu không hề mắc căn bệnh lạ nào, cậu thực ra đã bị quỷ ám. Nữ bác sĩ sau khi đọc kinh thánh thì ném lọ nước thánh vào người Eli, cậu bé thét lên đau đớn. Bà ta sau đó cầm dao tiến đến, định đâm vào người cậu bé. Thế nhưng ngay lập tức đã dừng lại, thì ra Eli đã thức tỉnh sức mạnh. Cậu dùng ý nghĩ điều khiển cơ thể bà bác sĩ, khiến bà ta tự dùng dao đâm vào vai mình. Eli sau đó dễ dàng thoát khỏi dây trói. Đôi mắt cậu bé lúc này trông vô cùng đáng sợ. Eli có lẽ không hề bị quỷ nhập, mà cậu thực chất là một đứa con của quỷ. Những bà sơ sợ hãi định bỏ chạy, thế nhưng liền bị Eli giữ lại. Cậu sau đó lật ngược từng người, dùng lửa đốt cháy họ thành thang. Rose nhìn thấy cảnh tượng thì vô cùng kinh hoàng. Bà lúc này đã tiết lộ sự thật rằng cha của Eli là một người khác, một kẻ có tâm hồn ác quỷ đã bắt bà mang thai và sinh ra cậu. Paul lợi dụng sơ hở, liền cầm con dao xông đến định tấn công Eli, thế nhưng không may đã bị cậu đoán được, ông ta sau đó cũng chịu chung số phận với những bà sơ. Eli tha chết cho mẹ mình, cậu dùng sức mạnh đốt cháy cả tu viện, sau đó bước ra ngoài, hít thở không khí trong lành mà không bị vấn đề gì. Lúc này cô gái bí ẩn tên Hayley đã đứng chờ sẵn từ lúc nào, thì ra cô ta cũng là một đứa con của ác quỷ. Hayley sau đó tiết lộ rằng bên ngoài kia còn có rất nhiều anh chị em chờ cả hai giải cứu. Cuối phim, Rose chở Eli và Hayley rời khỏi tu viện, từ một bà mẹ có đứa con trai yếu đuối bệnh tật, giờ đây lại trở thành người hầu cho đứa trẻ ác quỷ này. Kết cục của bọn họ sẽ như thế nào? Hãy cùng chờ xem phần 2 nhé. À mà mình quên nói, có lẽ sẽ còn rất lâu nữa nhà sản xuất mới chịu làm tiếp phần 2 nhé. Thôi thì cứ hóng vậy thôi chứ đừng hy vọng nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ phim kế tiếp.